Ngọc Lan, Ngọc Lan bạn nhá. Vườn Ngọc Lan cực kỳ đẹp ạ. Các cái cây ở đây, cái cây mà to ấy thì cái gốc của nó như cái phích luôn ạ. Cái này là cây này là đường kính, xin lỗi ạ, vanh là 40 bạn nhá. Cái vanh to nhất ở trong vườn là 40 cm ạ. Đấy, cái thân nó như là cái phích mà cũng đánh đảo rồi. Túm lại là các bạn mà mua cây này, các cái cây to ấy mà muốn nó đảm bảo 100% thì hãy cho nhà vườn mình một cái thời gian khoảng tầm từ 1 tháng đến 2 tháng. Các bạn đặt trước thì nhà mình sẽ đánh đảo cẩn thận, chu đáo để cho cây 100 cây có thể sống được 100%. Giữa cái trưa hè nắng nóng nhưng mà ở trong một cái vườn ngọc lan dưới tán bóng tán của ngọc lan như này rất là mát luôn. Thực ra là bây giờ mọi người mua cũng rất là sướng, bởi vì là cái trồng, từ cái trồng và chăm sóc để lên được một cái cây như bạn đang nhìn này này, nó mất rất là nhiều thời gian, công sức. Khi nó nhỏ, nó bé thì chúng ta phải chăm sóc kỹ càng. Còn bây giờ ấy, khi mà nhà mình có điều, các bạn mà có điều kiện mua những cái cây to như thế này luôn, về một phát đánh bầu đảo đảm bảo rồi thì là về nó sẽ sống và nó sẽ thành một cái cây dạng như là cũng cổ thụ, có bóng mát luôn. Và hai nữa là hương hoa ngào ngạt ạ. Đây là các cái bông hoa ngọc lan trắng nhá. Đợt này thì nó hết hoa rồi, chứ còn đâu bình thường ấy, cái bông nó rất là to. Các bạn nhìn thấy này, lá ở cái vườn này nó rất là xanh và đẹp. Lá mẫm xanh ạ. Cây rất là khỏe và đẹp. Tổng cộng ở chỗ này thì có khoảng 40 cây nhá. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá. 0977973535 bạn nhá. Thêm một số các cái thông tin về các cây nhá. Các cây trong vườn, cái cây bé nhất ấy ở chỗ đằng xa xa kia ấy thì là cái vanh của nó là 26 ạ. Cái thoát thân thấp nhất của cái cây ở đây là 2m2, còn bình thường thì khoảng 3m, hơn 3m. Còn tổng chiều cao của cây thì cây cao nhất thì khoảng tầm 7m ạ. Rất là thẳng, đẹp ạ. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá. 0977973535 bạn nhá. Đó. Ngoài kia có một cây xíu xíu nữa. Nói là bé thế thôi nhưng cây đấy chắc cũng phải cao tầm 4-5m. Và cái đường kính vanh của nó cũng phải tầm 27-28 ạ. Xin lỗi, vanh là 27-28, không phải là đường kính 27-28 ạ. Đây, còn mấy cái cây đằng này này, cây này. Cây này thì cái gốc của nó còn, đấy, cũng to như như cái phích luôn ạ. Mình đang đuổi đùa với các bạn, là các bạn có nhu cầu mua chuối thì alo nha. Rồi, các cây ngọc lan tuyệt đẹp nhé bạn nhá.